Thầy phong thủy bật mí, đặc điểm của căn nhà có quý tướng này, trước sau gì cũng giàu sang phú quý, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, đối với việc cư gia nhập thế của người Trung Quốc, phong thủy là cái đề tài chưa bao giờ lỗi thời, thậm chí đề tài này còn được lan tỏa và có sức ảnh hưởng nhất định đến các nước xung quanh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là ở cả Việt Nam chúng ta. Theo chuyên gia phong thủy hàng đầu của Trung Quốc là ông Lương Chân, phong thủy nhà ở có từ xa xưa. Đây được coi là cái lý giải của cổ nhân về cái môi trường tự nhiên và nơi cư trú của con người. Trong xã hội hiện đại thì phong thủy nhà ở vẫn có cái ý nghĩa nhất định. Và theo các chuyên gia ấy, thì một căn nhà phong thủy tốt là căn nhà hội tụ đủ 6 cái nguyên tắc phong thủy mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Với những căn nhà như thế này thì gia chủ càng ở càng có tiền tài phú quý. Thứ nhất, nhà được xây tại điểm giao giữa ba con sông. Theo ông Lương Chân, chuyên gia phong thủy hàng đầu Trung Quốc cho rằng, nhìn từ cái góc độ phong thủy thì cái vị trí cắt lợi nhất của phong thủy chính là địa điểm hội tụ giao của ba con sông. Vì thế, một căn nhà được xây dựng tại cái vị trí này là không có gì tốt có thể sánh bằng. Nó mang đến cho gia chủ cái sự may mắn về cả tiền tài lẫn sức khỏe. Thứ hai, nhà thông thoáng, ôn hòa, có nhiều ánh sáng. Phong thủy học rất chú trọng đến cái yếu tố tàng phong tụ khí. Theo chuyên gia phong thủy Lương Chân của Trung Quốc, thì cái vị trí có sức gió quá lớn không phải là cái nơi mà vượng, xây nhà cũng sẽ không tốt. Tuy nhiên, nhà được dựng ở cái thế gió yếu, không khí không thể lưu thông thì cũng không phải là một cái môi trường sống tốt. Tốt nhất là phải lựa chọn những nơi thông thoáng, hợp phong thủy. Một căn nhà đáp ứng được yếu tố thông gió, đón nhiều ánh sáng sẽ tạo ra cái sự cân bằng âm dương. Trong một căn hộ, nếu phòng khách ban ngày mà cũng phải bật điện ấy, hoặc là bật đèn bất kể là ngày hay đêm đều sáng, nghĩa là căn hộ đó đang bị mất cái thế cân bằng về âm dương. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm trạng và cái sức khỏe cũng như là cái sự nghiệp của gia chủ. Thứ ba, nhà nên đặt ở khu vực có nhiều đường và cảnh quan xung quanh thì phải ôn hòa. Đường thông thì tài vận mới thông, đó là cái điều tất nhiên và dễ hiểu. Bởi lẽ có người thì mới có đường, người càng đông thì đường càng mở rộng. Và đường theo quan niệm phong thủy chính là tượng trưng cho vinh hoa phú quý. Mỗi một khu vực dân cư thì đều có những cái quy hoạch riêng, nhưng quy hoạch tốt đến đâu ấy, thì cũng cần phải gì có sự hài hòa về cái màu sắc, phối cảnh. Ví dụ như là xung quanh cái khu nhà của bạn trồng rất nhiều cái hoa mẫu đơn, làm cho cái khu vực đó đỏ rực, nhất định sẽ phải trồng thêm nhiều cái cây cỏ để tăng thêm cái màu xanh, tạo ra sự cân bằng âm dương. Thứ tư là nhà xây trên cái địa hình phía bắc cao, phía nam thấp là cát lợi. Do cái hạn chế về địa lý, về đường xá, về căn hộ, thậm chí một số tòa nhà mà các căn hộ lại có cái hướng khác nhau. Hướng nhà được tính từ cái hướng cửa chính của căn nhà nhìn ra. Một ngôi nhà có hướng tốt sẽ giúp cho chủ nhân của ngôi nhà tốt về mọi mặt, như là tài sản, sự nghiệp và sức khỏe. Người Việt xưa khi xây dựng nhà cửa thì đều chọn hướng nam là cái hướng chính của ngôi nhà. Theo quan niệm phong thủy thì cái địa thế xây dựng cũng như là cái địa hình xây dựng ở nhà phía trước thấp, phía sau cao là cái điểm tốt. Bởi lẽ cái việc phía trước thấp, phía sau cao thì đồng nghĩa với cái việc sau khi ở thì gia chủ ngày một thăng tiến và có hậu vận. Giải thích theo góc độ khoa học thì phía nam thấp, phía bắc cao thì có lợi cho việc đón gió và ánh nắng tự nhiên. Thứ năm là hình dáng căn nhà vuông vắn, tránh lồi lõm. Hình dáng căn nhà mà có nhiều loại như là hình tam giác, hình chữ L hay là hình chữ U v.v. Các loại nhà nói trên thì trong phong thủy đều được gọi là gì? Xiềng xích gia đình. Không có lợi cho cái tài sản của gia đình. Một căn nhà tốt là căn nhà phải có hình vuông hoặc hình chữ nhật, tránh những cái đoạn góc cạnh lồi lõm. Thì ngoài ra, khi thiết kế căn nhà thì cũng nên chú ý cái phòng ngủ của chủ hộ, không nên quá to hay là quá bé so với cái phòng khách. Chiều dài hành lang thì cũng không thể quá dài, thiết kế đường đi lối lại, di chuyển thì phải phù hợp với cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của gia chủ. Thứ sáu là trái thanh long phải bạch hổ. Quý vị thân mến, ở trong phong thủy thì bên trái thanh long, đúng không ạ, bên phải là bạch hổ, là cái thuật ngữ thường xuyên xuất hiện. Vậy thế nào gọi là thanh long, thế nào gọi là bạch hổ? Thanh long là cái thế đất bên trái của ngôi nhà, đúng không ạ, đại diện cho vận may. Bạch hổ là đất bên phải của ngôi nhà, đấy, đại diện cho sự tiêu tán. Ở trong một căn nhà, nếu mà thanh long lớn áp bạch hổ sẽ mang đến cho gia chủ cái sự thuận lợi và hài hòa. Tài vận thì hanh thông, tình cảm thì êm ấm, cuộc sống gia đình thì được hạnh phúc, đấy, hưởng cái thọ lâu dài. Ngược lại, nếu bạch hổ mà lớn áp thanh long thì gia chủ, chủ nhân của ngôi nhà thường xuyên gặp xui xẻo, bệnh tật, ốm đau triền miên. Các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng khi mà chúng ta xây dựng ngôi nhà thì nên chọn hoặc là tác động làm sao để cho bên trái nó cao hơn bên phải sẽ mang lại nhiều cái lợi ích
về sau cho cả gia đình. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh nhà ở được xây dựng san sát nhau đặc biệt như ngày nay thì khó có thể thể hiện được cái theo ý của chủ nhân. Nếu không có điều kiện thay đổi cái môi trường ở bên ngoài thì gia chủ có thể treo tranh ảnh rồng ở bức phía tường phía đông của ngôi nhà hoặc đặt tượng rồng ở phía đông của phòng khách. Một lưu ý nhỏ là chúng ta nên chọn rồng 4 móng, tránh rồng 5 móng vì rồng 5 móng chỉ dùng cho vua chúa. Vì cái năng lượng của rồng 5 móng nó quá lớn, nó có thể tạo ra chướng khí và có thể là không phù hợp với cái người trần mắt thịt. Thưa quý vị, đó là 5 cái dấu hiệu của những căn nhà có quý tướng. Bên cạnh đó thì các chuyên gia phong thủy cũng chia sẻ 8 bí quyết khiến cho gia đình nhà bạn ngày càng giàu có hơn, thịnh vượng hơn, tiền bạc thì rủng rỉnh, tiêu hoài cũng không hết. Thứ nhất là đặt nguồn nước để tăng thịnh vượng. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì nước có khả năng mang lại cái sự thịnh vượng. Nhiều người có chung cái thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt cái nguồn nước. Trong phong thủy học thì nơi phù hợp nhất để đặt cái nguồn nước là gần với cái lối ra vào của nhà bạn. Vị trí này có thể ở trong hoặc là ngoài, nhưng nhất định mạch nước phải chảy xuyên qua cái tâm của ngôi nhà. Điều này cũng có nghĩa là cái sự thịnh vượng sẽ chảy vào nhà bạn. Thứ hai là che phủ tivi đặt trong phòng ngủ. Thưa quý vị, nhiều gia đình thích đặt cái tivi trong phòng ngủ để thư giãn trước giờ ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn mắc phải cái chứng khó ngủ thì hãy tắt hoặc che phủ tivi nếu mà không dùng tới. Dòng điện từ tivi có thể phá vỡ cái dòng năng lượng yên tĩnh khi mà bạn ngủ và cái nguồn năng lượng của cả phòng ngủ. Hãy dùng một chiếc khăn hoặc là một miếng vải để phủ lên cái chiếc tivi khi mà chúng ta không dùng tới. Thứ ba là lau chùi sạch sẽ bảng tên số nhà. Bảng tên hay là số nhà ấy thì cũng cần được chú ý chăm chút một cách kỹ lưỡng. Bảng số rõ ràng, độc đáo hoặc là có đèn nhấp nháy sẽ giúp thu hút được cái tài lộc, đưa thần tài gõ cửa đúng vào ngôi nhà chúng ta. Thứ tư là trồng cây xanh trong hoặc trước cửa nhà. Theo quan niệm về phong thủy, cây xanh mang lại khá nhiều cái lợi ích. Đặc biệt, những loại cây mọng nước là cái biểu tượng cho sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng trồng trong nhà hoặc trước cửa. Vậy thì tại sao bạn không lên một cái ý tưởng trồng ngay cái cây xanh ở trước nhà hoặc ở trước cửa nhà mình? Vừa là làm cảnh, vừa là để tạo ra cái không gian nó xanh mát, giúp cho gia đình được thịnh vượng và giàu có hơn. Thứ năm là lau sạch mọi chiếc cửa sổ trong nhà. Thưa quý vị, dù vẫn chưa phải là mùa xuân để bạn lau dọn, nhưng cũng không có nghĩa là bạn để cho những cái chiếc cửa sổ nhà mình vùi trong cái bụi bẩn trong suốt vài tháng tới. Cửa sổ thì tượng trưng cho cái đôi mắt của ngôi nhà để nhìn ra cái thế giới bên ngoài. Và các bạn hãy tìm một vài cái miếng rẻ lau tờ báo chấm thuốc nước để đánh bay mọi cái vết bẩn ở khu vực này đi. Thứ sáu là treo chuông gió trước cửa nhà. Thưa quý vị, chuông gió không chỉ là cái vật dụng trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn được thêm sinh động, mà còn là cái vật phẩm phong thủy mang lại cái may mắn nên được treo ở trước cửa của ngôi nhà để giúp thâu thu cái tài lộc trong ngôi nhà. Khi treo chuông gió ở trước cửa ấy, thì cái âm thanh của chuông gió chính là cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực, đấy, nguồn năng lượng vô hình tốt cho cái căn nhà của mình. Chuông gió rung lên sẽ thu hút cái sự chú ý, đấy, mời gọi những cái điều may mắn an lành đến với cuộc sống của gia đình bạn. Thứ bảy, sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa. Thưa quý vị, nếu ngôi nhà bạn đang ở hoặc là những cái vật dụng nội thất trong nhà bạn được xem xét một cách kỹ lưỡng và bố trí hợp lý về mặt phong thủy rồi, thì cái việc này không quá cần thiết. Nếu chưa thì việc sửa sang lại nhà cửa ở những cái khu vực và những cái hướng nhất định rất có khả năng sẽ tăng cao thêm được cái nguồn tài lộc cho gia chủ. Thứ 8 là trưng bày vật phẩm phong thủy chiêu tài lộc. Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa chiêu tài, mang lại may mắn cho gia chủ có thể lựa chọn để bày trong nhà mình. Ví dụ như là tỳ hưu khai vận, tỳ hưu chiêu tài hoặc là bách niên tụ tài, song long ngọc ấn vân vân. Thì các bạn có thể đặt cái bách niên tụ tài hoặc là những cái vật phẩm phong thủy ở trong phòng khách nhà mình để thâu thu cái tài lộc. Với cái ý nghĩa, với cái màu sắc tươi sáng của các vật phẩm phong thủy cũng sẽ giúp cho con đường tài lộc của các bạn ngày càng được may mắn và hanh thông hơn. Quý vị thân mến, ban công là nơi gián tiếp giao lưu kết nối giữa ngôi nhà với cái thế giới bên ngoài, bởi vậy nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ các luồng khí. Theo phong thủy học thì cái vị trí ban công muốn tốt, muốn đẹp thì cần phải bố trí sao cho tránh được 8 cái loại đại sát, 8 cái loại hung sát nguy hiểm sau đây. Thưa quý vị, phong thủy ban công có tác dụng quan trọng với phong thủy của ngôi nhà và đặc biệt là cái vấn đề nạp cái năng lượng bồi dưỡng khí cho ngôi nhà. Nếu ban công mà thu hút những cái cát khí thì ngôi nhà sẽ được hưởng cái vận may mắn và tốt lành. Ngược lại, ban công mà phạm phải những cái luồng sát khí thì ngôi nhà sẽ có thể bị hiểm họa, bị những cái hung tai không đáng có. Thứ nhất là đao chảm sát. Thưa quý vị, đối diện với ban công trong cái tầm mắt thì có hai tòa nhà cao tầng nó ở gần nhau tạo thành một cái khe hở ở giữa. Thì gọi là gì? Cái thế đao chảm sát. Thì nhìn từ trên cao xuống,
như là cái lưỡi dao nó chém xuống, nó chia cắt hai ngôi nhà, nó hướng phóng thẳng về phía ban công nhà bạn, sẽ mang tới cái hung họa, sẽ mang tới hung họa huyết quan, ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là cái tài lộc của mọi người trong gia đình. Đặc biệt, sống trong nhà này thì gia chủ dễ phạm phải cái hung tai và gặp nhiều cái tai nạn, rủi ro không đáng có. Thứ hai là cầu vượt vây quanh. Nhà mà ở nơi mà trái phải trước sau đều có cầu vượt xung quanh, nó che lấp thì giống như là bị áp chế. Đấy, chu vi tầm nhìn và cái mạch khí thì đều bị ngăn cách. Tức là gì? Cách cục nó bị gông cùm. Nhà này thì dẫu có ban công nhưng mà gì? Phong thủy ban công thì cũng không có tác dụng mấy. Vì nó không đón được cái khí tốt và luôn ở trong trạng thái vây hãm, khiến cho tài vận bị kém cỏi, không có cơ hội để phát triển. Thứ ba là hạc giữa bầy gà. Nơi ở mà trước sau trái phải không có điểm tựa, một mình cao hẳn lên so với các kiến trúc xung quanh, là cái tư thế hạc giữa bầy gà nó không hề tốt. Chủ nhân sẽ không được bạn bè anh em giúp đỡ, mà con cái thì lại dễ bất hiếu, bỏ đi xa xứ. Thế nhà này thì cũng dễ phạm phải cái loại sát khí do cái ban công không được che chắn nó tạo nên. Thứ tư là bạch hổ động. Thưa quý vị, ở khu vực bạch hổ của ngôi nhà, tức là ở bên phải của ngôi nhà có công trình đang khởi công xây dựng hoặc tháo dỡ thì phạm phải cái lỗi đó là gì? Bạch hổ động. Ở thế này thì sẽ mang tới nhiều cái dịch bệnh, họa huyết quan. Nhà mà có cái ban công ở cái hướng bạch hổ thì lại càng hung hiểm hơn. Vậy nên quý vị phải hết sức đề phòng. Thứ năm là đường lớn xông thẳng tới. Lấy ban công làm cái tâm điểm, nếu mà thấy có đường đâm thẳng trực diện hoặc là gì, có dòng sông nó xông thẳng tới, chính là phạm thế gì? Thế xung đường. Chủ về cái tai họa, chủ về cái họa sát thân, bệnh tật cũng như là tán gia bại sản. Người ở trong nhà thì dễ gặp những cái tai nạn hoặc bị gì hãm hại, đau ốm không thể làm ăn được. Thứ sáu là gì? Là phản quan sát. Ngôi nhà đang ở mà gặp cái thế phản quan sát, nó xuất hiện cái con đường cong có hướng cung ấy, nó chĩa về phía ban công nhà mình, nó sẽ khiến cho phong thủy của nhà nó bất lợi và xuất hiện nhiều cái tình huống thoái tài, bị người khác hãm hại và không tốt cho sức khỏe của gia chủ. Thứ bảy là cô dương sát hoặc là độc âm sát. Cô dương sát là cái sát khí nó ẩn sinh do gần cái trạm xăng dầu hoặc là những cái trạm biến thế hoặc là những kho nhiên liệu. Chủ về cái tính khí bạo liệt, vì tài mà quên nghĩa, trong nhà thì nhân khẩu không yên ổn, dễ nảy sinh ra những chuyện bất hòa, thậm chí là một số người bị thiệt mạng. Còn độc âm sát nó là cái sát khí sinh ra do ở gần nhà vệ sinh công cộng hoặc là bãi rác hoặc những nơi mà gì chứa đổ những cái phế thải ấy. Nó chủ về sức khỏe không tốt, nhiều bệnh tật và rủi ro. Ban công nó hướng về phía cô dương hoặc là độc âm sát thì đúng là rước họa vào nhà. Thứ tám là liêm đao sát. Cái sát khí này giống như một cái lưỡi đao, nó đâm thẳng vào ngôi nhà mình, hung nhất là cái hướng thẳng vào ban công mà xông tới. Những vật có hình như là cái thế lưỡi dao ấy, những nhà kiến trúc góc nhọn hoặc góc tường, hoặc là những vật sắc nhọn như cột điện hoặc là các thứ, nó đâm thẳng vào nhà mình, nó sẽ mang tới những điều hung tai. Cái lỗi phong thủy liêm đao sát này thì khá nhiều nhà vô tình mà mắc phải mà không biết. Những cái đại sát khí nó ảnh hưởng đến cái phong thủy ban công kể trên, nó không chỉ khiến cho cái ban công nó trở nên vô tác dụng, mà còn gì làm cho cái phong thủy trong cái nhà ở ấy, nó chuyển biến theo cái tình huống là tiêu cực đấy, cực kỳ xấu với mọi người trong nhà, xấu trên mọi việc như là sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm, vân vân. Nếu mà không may phạm phải những cái lỗi phong thủy này thì tốt nhất các vị nên là treo rèm ở phía ban công hoặc là hạn chế mở ban công để tránh những cái sát khí nó bay vào nhà. Bên cạnh đó thì các bạn hãy bày cây xanh phù hợp để chắn bớt cái sát khí và bày những cái vật phẩm phong thủy hóa sát ở cái phía ban công để hóa giải phần nào những hung hiểm. Thưa quý vị, phong thủy nhà ở là cái vấn đề không phải của riêng ai và riêng bất kỳ cái thời điểm nào. Đây là cái điều cần được quan tâm mọi lúc mọi nơi bởi nó ảnh hưởng đến cuộc đời và cái sự nghiệp của gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng quý khán giả hãy lưu tâm những thông tin mà tôi đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay để biết cách lựa chọn phong thủy gia đình mình sao cho được an lành may mắn. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.